đang ở cử đó, thì em đọc được một tin nhắn là bồ nhắn cho anh. Như vậy thì em đã quyết định là em ly hôn. Tại vì mục tiêu em, cái chỉ tiêu em đưa ra ba yêu cầu phải làm được cho em khi mà kết hôn. Thứ nhất, khi lấy nhau là không xác định vào tiền của gia đình chồng, tiền đình vợ, mình phải tự kiếm ra. Thứ hai là khi anh bánh trả tiền em chấp nhận, nhưng mà đừng có mà có bồ bịch như thế đó. Em nhìn thấy khi em bắt thì một cái thì mình sẽ ly hôn, không nói một câu nữa. Dạ, cái đó là quy tắc của em. Như vậy có nghĩa là em đã có con rồi? Dạ, có một bé được 6 tuổi. Em nuôi em con trai con gái? Dạ, con trai. Đó là nói chung là cái đường tình của hai bên nó cũng trắc trở rất là nhiều. Đúng rồi. Người em gái ha. Chào anh. Anh nghe câu chuyện tình của em đúng cũng trắc trở. Thôi bây giờ mình bỏ hết đi, chúng ta bắt đầu một cái mới. Trong thâm tâm em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là ngay bản thân của anh đó, anh phải làm cho được cái tiền mà anh có thể lo được cho ngược lại cho bố mẹ của anh, lo cho bản thân của anh. Và đơn giản anh phải lo được cho em. Nếu như mà em không làm việc, anh phải lo được cho em. Được không? Được em ơi. Được. Và điều thứ hai nữa là trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Gì nữa? Dạ, anh có con chưa? Chưa có vợ mà. Em nhớ rồi, quen 7 năm trước anh còn cưới. Trong trắng. Gì nữa không em? À, dạ không. À, nói chung là em có một bé trai rồi. À, không cần anh hỏi thì em cũng muốn đề cập luôn là em rất là thích một em công chúa. Thích đương gái? Dạ, đương gái. Được không? Anh cũng thích gái nè em ơi. Mà được không? Được. Còn đàn trai muốn yêu cầu gì? Muốn con người phụ nữ như thế nào? Chồng em không cần gì đổi, nhưng mà em rất nhiều phụ nữ nhưng mà vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Khi làm cũng có bữa đi về trễ, về phía rồi đó, cũng phải thông cảm cho cái người chồng cái mấy chuyện đó, chứ đừng có ghen mà đi tối qua ghen anh, tối ngày đi mèo đi mỡ gì không, chết em luôn. Em cắt lời tí xíu, tức là anh đi trễ thì ok, tức là alo cho vợ là anh nên đi về giờ đó, hoặc là anh có một cuộc giao dịch, hoặc là anh tiếp với sếp hay tiếp với đồng nghiệp, nhưng mà cố gắng trong cái cuộc tiếp đó đừng có chênh giành trong đó. Nói chung đừng có là được không? Được, ok em. Ok luôn ha. Bây giờ hôm nay em gái đi với ai nào? Em đi với em gái, bạn đồng nghiệp, cũng như là tất cả các khách hàng mà chỗ mà em làm việc đó. Em ở đó gọi là ba mẹ đã ghé đến và đi cùng với em. Rồi, mời đại diện nhà gái. Xin được chào MC Nguyễn Linh, Hồng Vân và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi là khách hàng thân thương của cháu Nga. Theo như nhận định chung, tôi thấy bé Nga là tính tình chân thật, năng nổ, có sự quan tâm, nhiệt tình với mọi người, thể hiện qua việc làm hàng ngày của Nga, chăm sóc sức khỏe cho các cô chú ba mẹ. Nga sống rất là nội tâm. Còn bạn trai bên đây thế nào? Nhận xét tôi nhận định anh bạn trai ở đây thì ngoại hình thì cũng trung bình đó bé Nga. Thấy nét chân chất. Cái uống rượu thì hy vọng rằng nếu mà yêu thương nhau thì có thể giảm. Giảm. Chứ mà đòi hỏi bạn mình bỏ thì hơi bị khó. Đó là cái công việc. Hy vọng rằng qua cái buổi tìm hiểu hôm nay, hai bạn cùng nhấn nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu và có thể đi đến một kết quả thật tốt đẹp cho hai bên. Rồi, cảm ơn cô. Anh ta đi với ai? Đi mấy đứa em làm chung công ty. Con chào chú Quỳ Linh. Chào cô Hồng Vân. Chào cô. Chào khán giả trong trường quay. Em làm chung với anh Hai Phúc. Trong công trình em gọi là anh Hai. Chị yên tâm đi, ông ít nhậu lắm. Ông đi nhậu tụi em, ông nhậu được hai ba lon là ông ngưng rồi. Đi mà thí dụ tiếp khách thì chắc cũng không có chân dài đâu. Có tụi em chân dài thôi chứ không có chân dài đâu. Thấy nhà gái có hợp với anh trai không? Dạ, được anh này. Được ha. Rồi, cảm ơn em. Được đến hai à. Mở rào. Tặng quà. Rồi, em cảm ơn anh. Trời ơi, cái bó quà cũng gửi anh một phần quà. Dạ, đây là có món quà thì chỗ em làm là sức khỏe, cho nên là với em là sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe thì có mọi thứ. Vâng em. Trời, rung rồi, gặp trúng sấm sét ái tình rồi, rung rồi. Em thấy anh có được không em? Ồ, em thấy anh thì chững chạc. Anh làm bên công trình thì chắc là nắng nhiều quá chứ. Em đã đen rồi mà em thấy anh đen hơn em nữa. Anh thì khi mở chào ra thì anh thấy những cái lời em nói đó, với lại trước mặt anh là em, thì anh thấy em có là cái mẫu người mà anh cần chọn hay không? Được em. Bây giờ ví dụ mà mình
kết hợp với nhau, có đứa con gái đó được không? Anh nhậu quá trời, em sợ không có con đó. Sức khỏe. Cho nên em mới suy nghĩ lớn tuổi, em cũng lớn tuổi gần 40 rồi, em mới tặng cái tinh dầu thông để tăng cường sinh khí. Cái đó nếu có thêm càng tốt anh, em sức khỏe anh càng tốt lắm. Nãy giờ nhìn bạn gái bên kia, em có chút rung động gì không? Rung động nhiều luôn anh. Rung động nhiều hả? Em thấy thương quấy ở tim rất là thật luôn. Thật luôn hả? Em thấy em thương cô gái ở điểm nào? Thấy là rất vui vẻ rồi. Rồi bây giờ tiến tới bạn gái, tiến tới mạnh dạn nắm tay bạn gái lên nào. Đó, nói về anh đi. Anh lạnh quá. Nắm hai tay còn rung giờ tim. Xin phép bác cho vợ con xin nắm tay em. Thôi coi chương trình cùng em hát một bài đi, hát bài rất là vui. Được hả? Cùng vỗ tay em em hát hả? Đi, em hát tặng anh. Cười đi. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Cười lên đi cho người ta thoải mái. Thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi ha. Cười đi sống nhìn như chơi vậy. Bây giờ đố anh dám ôm cổ con gái đó. Chặt vô thử coi. Thấy sao? Ấm lắm anh. Rồi, được rồi, về chỗ đi nào. Rồi, giờ đếm nha, sau 3 tiếng đếm á, cảm thấy là không thể không bấm được thì bấm nghe. 1 2 3